lực. Thành lực. Sò dương cho anh sò dương nước mơ hành đậu phộng. Làm cho anh ba con bự. Có món gì anh Linh? Có món gì? Quảng cáo. Con muốn đi đỏ mới về nè. Muốn đi đỏ còn tâm tích còn không? Ghẹ hả? Ghẹ mà ghẹ này có cạnh không? Cho muỗng đi vậy. Ghẹ ăn thử. Ký hả? Giống bán con hả? Được qua được ký không? Ghẹ này nhiêu ký? Ghẹ cũng 950 luôn rồi á. Ghẹ là 250. Bắt anh con ghẹ đi cần lên. Quay clip quảng cáo cho anh là ngoài. Loài hoài ghé ốc lực. Nghe tươi sống nha các bạn. Hấp xả ra. Gần ra ngồi uống lây ga với anh Linh. Qua bên bển nha anh Linh.